Lịch sử các giải bóng đá U21 quốc gia tại Việt Nam đã trải qua hai giai đoạn chính từ năm 1997 đến nay. Trong giai đoạn đầu tiên, từ năm 1997 đến năm 2003, giải diễn ra chủ yếu trong mùa hè từ tháng 5 đến tháng 8, trừ mùa đầu tiên năm 1997 và mùa năm 1998 đến năm 1999 tại thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức từ cuối tháng 12 đến đầu tháng 1. Giải U21 từ năm 2004 đến nay thay đổi thời gian tổ chức và diễn ra chủ yếu từ cuối tháng 9 đến tháng 12 hàng năm. Đội U21 Hà Nội đã vô địch giải năm 2022 và hiện giữ kỷ lục với 6 lần đăng quang. Việc giải U21 diễn ra sau mùa V-League, thường từ tháng 2 đến tháng 10 hoặc 11 hàng năm, là vì đa số cầu thủ U21 đều thi đấu trong các đội V-League. Điều này đòi hỏi việc tổ chức giải phải thích ứng với lịch trình thi đấu của giải vô địch quốc gia để thu hút được đủ lực lượng trẻ tiêu biểu tham gia. Giải U21 quốc gia lần thứ 27 sắp tới cũng sẽ diễn ra trong tháng 9 sau khi mùa V-League kết thúc vào ngày 27 tháng 8. Tuy nhiên, từ năm 2024 trở đi, giải U21 sẽ quay trở lại tổ chức trong mùa hè, tương ứng với sự chuyển đổi cơ cấu thi đấu bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam. Hệ thống thi đấu mới này dự kiến sẽ thay đổi thời gian tổ chức của V-League từ mùa năm 2023 đến năm 2024 trở đi, đẩy lịch thi đấu từ mùa thu năm nay sang mùa hè năm sau, từ khoảng tháng 9, 10 đến tháng 5, 6. Ví dụ như mùa V-League năm 2023 đến năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 10 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Do đó, giải U21 sẽ diễn ra từ tháng 6, 7 hoặc muộn nhất là tháng 8. Thay đổi này cũng áp dụng cho hệ thống các giải trẻ từ U9 đến U21 trừ U19 diễn ra vào đầu năm. Từ nay trở đi, giải U21 quốc gia sẽ không còn diễn ra vào những tháng cuối năm mà sẽ được tổ chức ngay trong mùa hè.